anh ra khẩu trang vào, xuất trình giấy tờ. Tao nói tao đi làm việc từ thiện, để tao đi đi. Bên hiểu không? Phải có giấy tờ đàng hoàng. Tao không có giấy tờ, tao làm bằng cái tâm của tao, hiểu không? Đứng ra khẩu trang vào. Tao làm từ trong tâm tao, mày nghe không? Đi ra khẩu trang mày vào. Mày cản tao là đụng má, mày sau này tao giết cả nhà mày hết á. Mày biết tao đi làm chuyện thiện, tao giúp đời, giúp người, giúp dân. Mày có cái tâm Phật không? Thôi đi, anh ra khẩu trang vào. Dừng xe lại. Tôi đề nghị anh dừng xe lại. Giờ sao? Rồi sao anh? Rồi anh xin giấy tờ, mình tới làm chuyện có giấy tờ không? Giấy tờ, tao không có giấy tờ đó, tao nói đụng má. Anh chạy qua tới, anh không dừng xe lại. Trời, chứ nó làm sao tao làm y vậy á, hiểu không? Ông trời kia tao làm sao tao làm y vậy á. Tôi nói anh nè, hiểu không? Mày tin cho trời Phật á, thì mày nghe tao nói đi. Mình làm không? Không ai cấm cả. Hiểu chưa? Giấy tờ. Đủ má nè, cản tao á là đủ má, mày cản trời á, hiểu chưa? Mình ra khẩu trang rồi anh, mình ra khẩu trang rồi. Tôi đã cắt xe, tắt máy lên tôi làm việc. Làm việc gì, em muốn làm gì chơi? Tôi có đi làm từ thiện rồi, cản tao rồi, mày đi với tao hả? Hay mày đi với tao không? Tôi không cản anh. Mày có đi với tao không? Anh có giấy tờ đầy đủ qua chốt. Ủa, mày tờ chặt cho tao đi rồi, mà tao đi làm từ thiện mà đậu má, đánh tao sao được? Mày hiểu không? Mày nghe không? Tao đi là tao đứt đời giúp người, hiểu chưa? Tôi là anh này, thứ nhất. Mày có đi với tao không? Thứ nhất, anh ra đường không đeo khẩu trang. Thứ hai, anh không chấp hành của lệnh dừng xe. Mày đeo khẩu trang, mày đeo sợ chết, mày đeo khẩu trang cái gì? Tụ mẹ mày khẩu trang nữa vậy? Tụi mày sẽ chết, tụi mày đeo khẩu trang cho tao ấy sẽ chết. Tụ mẹ mày, tao là làm việc của trời rồi, hiểu không? Tôi nói anh này, thứ nhất mình ra đường không đeo khẩu trang. Tao nói mày nghe nè. Thứ hai không chấp hành lệnh dừng xe. Trời, ông trời kêu tao làm sao tao làm y vậy hết á. Mày lưu cái tên đi vô đây, hiểu không? Lâm Đình Bảo, lưu vô đây. Mày hiểu không? Tao đéo sợ chết. Tao đi giúp những trẻ em mồ côi, hiểu không? Đủ mẹ những trẻ mồ côi ở vùng nơi xa xôi, hiểu không? Người ta đéo có cái ăn cái mặc, tao phải đi tao làm cái chuyện đó. Hiểu không? Trời kia tao làm sao tao làm ý vậy? Mày cản tao á, cái tâm của mày á, hiểu không? Cái tâm của mày mà đủ mẹ không có biết làm việc thiện, việc đời, giúp người, hiểu không? Đủ má tao giết cả nhà hết. Không chốt rồi anh em đuổi cho chốt đường cứu lại chú. Đây là hình quân lý. Dạ. Mày hiểu không? Mày làm sao mà đậu má cho cái tâm tao vui á, hiểu không? Gần tao mà để cho tao vui á thì được. Đậu má cái tâm tao mà nặng á, tao nói bay đậu má trời phạt hết. Mày cho khẩu trang mà mua anh về chốt làm rồi. Chỗ nào nữa? Bây giờ tới giờ tao đi tao giúp đậu má trẻ em, đéo có cái ăn, đéo có cái mặt. Mà mày để tao để trễ giờ đi làm việc gì? Việc cái con chặt gì, việc gì nói tao nghe coi. Thôi mời anh về chốt để tôi làm việc. Mà tao hỏi mày làm việc gì? Anh không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Tao chốt cửa sắt. Mẹ tao đâu đi đâu. Ông chở em kia tao chạy tới đâu cho tới đây dịch mày gặp mày nè. Tôi mời anh về chốt. Mà tao hỏi mày về chốt làm gì? Về chốt cũng hỏi những cái chuyện gì thôi nè. Mày cũng phải thả tao về à, hiểu không?
đi làm chuyện thiện mày bắt tao hả? Vừa anh ra khẩu trang vào. Mày đậu má, mày tao đi làm chuyện thiện mày bắt tao hả? Mày thấy cái trời Phật nào mà đậu má cho cái một cái thằng đi làm chuyện thiện để sợ chết. Đi làm chuyện thiện mà đi bắt tao. Thôi ra anh nhá, thứ nhất. Pháp luật là sao? Đây là thứ nhất. Anh không đeo khẩu trang đi ra ngoài. Đang có việc. Thứ hai, mình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi có hiệu lệnh. Tao, mày hiệu lệnh gì? Nhá. Tao mày có hiệu lệnh, mày có đợi cái biển cấm ở đây không? Mày có đợi biển cấm là cái cấm xe chạy cấm gì này nọ không? Tôi mời anh cấm về. Không? Tôi mời anh về chốt làm việc. Hả? Mày có đợi biển cấm không mày biết? Tôi mời anh về chốt là. Hả? Tôi mời anh chạy mà xe. Mà tao hỏi mày tao về chốt làm gì? Về chốt làm việc. Làm việc gì? Tôi hỏi anh một lần cuối nha, mình có đi không? Tao hỏi mày làm việc gì? Tôi hỏi anh một lần cuối. Mày biết tao đi đậu má hổng gài, mày biết tao đi đậu má mày vô.